Sen không chỉ là loài hoa biểu tượng của dân tộc Việt Nam, mà các bộ phận của cây sen còn có thể dùng trong việc chế biến nhiều món ăn hấp dẫn và độc đáo. Từng bộ phận của sen như lá, hạt, ngó, củ sen đều có thể được dùng để chế biến nhiều món ăn khác nhau. Các món ăn được chế biến từ sen mang lại một mùi hương rất nhẹ nhàng và dễ chịu, đồng thời còn rất ngon miệng và dễ ăn. Các món ăn mà chế biến từ sen nó sẽ mang lại một cái giá trị về cảm quan rất là cao. Nó là một cái loại nguyên liệu bồi dưỡng cho sức khỏe. Để mà nói có bao nhiêu món thì chúng ta chắc là kể không hết, nhưng mà chúng ta sẽ đưa nó vào từng nhóm. Ví dụ như nhóm khai vị, nhóm ăn chín, nhóm tráng miếng thì cả cái món ăn từ sen đều có thể làm được. Khi được chế biến được món ăn ngon từ sen thì trước hết mình phải chọn được cái nguyên liệu tươi ngon và rõ nguồn gốc và kết hợp được các cái gia vị lại với nhau. Một người làm đầu bếp để được một món ngon thì nó bắt buộc phải là người có tâm về nghề. Ngoài những món ăn được chế biến bởi những bàn tay của đầu bếp tài hoa, du khách khi đến Nghệ An còn có thể mang về những món ăn được chế biến sẵn từ sen như những món quà đặc trưng của xứ Nghệ. Nghệ An mình á, là biểu tượng là hoa sen. Đến Nghệ An ấy, thì khách hàng có thể mang đi rất là tiện lợi bằng cả cái loài như là hạt sen sấy ăn liền, quên vị, hay là hạt sen sấy vị ca cay, hay là củ sen sấy. Thì bọn em mong muốn mang tới cái du khách một cái hương vị đậm chất Nghệ An. Bên cạnh các yếu tố có thể làm thỏa mãn nhu cầu du khách như thời tiết, dịch vụ lưu trú, phong cảnh tham quan, thì ẩm thực góp phần gia tăng đáng kể giá trị cho chuyến đi của khách du lịch, cũng như tạo dựng hình ảnh tốt đẹp về điểm đến đó. Những món ăn chế biến từ sen sẽ tạo được sức hấp dẫn, tạo dấu ấn khác biệt riêng có của du lịch Nghệ An trong lòng du khách.